mục đích ra cái hướng này để em nắm bắt được cái gì? Một là cái nhà này nè, một ngày nó sẽ được bao nhiêu tiếng có nắng, hoặc là một cái mảnh đất này, một cái khu vực này, điều thứ nhất nó có bao nhiêu ánh sáng, yeah. Ánh sáng. Cái thứ hai là nó có bao nhiêu cái lạnh, yeah. Nóng lạnh trước. Một năm nó được gió mấy tháng. Đây là toàn là kiến thức địa lý thôi. Nó mưa vô tháng nào, nó nắng vô tháng nào. Nếu mà nó mưa thì cái nhà này nó sẽ bị những cái chỗ nào nó sẽ bị tổn hại. Nắng mà vô cái nhà này nè, nắng tốt hay nắng xấu? Nắng xấu có nghĩa là nắng chiều nó rọi vô thì nó sẽ làm hư hại đồ đạc, nó làm cho người ta bực bội, bực dọc. Đó là phong thủy. Phong thủy là gì đó? Sau này em học. Còn em việc mà em tính á, em tính cái việc mà tính toán trong đây nè, là cái công cụ của cái việc tối ưu hóa cái này. Chứ nguồn gốc của nó là cái này. Như cái nhà này, giả sử như nó là hướng Tây, chính Tây đi, thì một ngày nó có khoảng 4 cho đến 5 tiếng nắng. Mà cái nắng đó là nắng chiều. Nắng chiều thì nó sẽ gay gắt, nó sẽ nóng. Nên giả sử như cái nhà này mà nó có cái chiều dài, thiệt dài thì không sao. Nó năm mà nó dài 20 rồi. Phía sau nó tốt, phía trước nó xấu. Là nhờ nó bị nắng chiều. Không. Còn trường hợp mà nó chỉ có 5 năm thôi là hầu như nó rất là xấu. Mình biết cái xấu của nó là nguyên nhân nguồn cơm nó từ cái việc nó hấp thụ nắng chiều này nhiều. Thì cái việc bố trí ở trong đây nè phải cân đối với cái điều đó. Phải làm giảm cái sức nóng của nó. Đó là như vậy. Để mình tìm ra cái hướng, cái giá trị của cái hướng là chỗ đó. Nhưng không phải vậy. Em biết có bao những tất cả những cái ngôi nhà đó trên cùng một cái vị tuyến, nhớ nha. Thấy cái ngôi nhà mà trên cùng vị tuyến, nếu mà nó cùng nhìn về cái hướng đó hết, cái mảnh đất mà nó có nhiều vuông trên cùng một cái vị tuyến đó, là hướng giống nhau hết. Tất cả ha, hướng giống nhau hết. Thì không lẽ cái nhà ở chỗ này với lại một cái nhà ở chỗ này nó giống nhau sao? Đâu có giống nhau, cùng hướng. Nhưng nếu mà em luận theo phong thủy bát trạch được quyền không học đó, thì em cho nó giống nhau hết. Cái này là mình đang nói một cái riêng hướng. Kế đến là mình phải nói một cái chung là cái tổng thể. Vị trí này là nó ở châu Phi. Ở châu Phi mà nó nằm sâu trong đất liền thì nó là cái chỗ khô nóng. Còn vị trí này là Đông Nam Á, mình ở Đông Nam Á, mình là nằm ở cái cặp theo bãi biển, thủy nhiều, yeah. Nó khác, nó cũng hướng Tây chỗ này, nhưng hướng Tây chỗ này sẽ dịu dàng, mát mẻ hơn. Còn hướng Tây chỗ này nó sẽ khô khan, gắt gỏng hơn, yeah. Nó còn liên quan đến cái vị trí địa lý. Cái thằng này là một cái gò cao, thằng này nó cao hơn cái chỗ này tới mấy chục thước được, yeah. Cái độ cao á, giống như mình ở đây nhà một tầng, thằng này nó ở đến mấy chục tầng. Vừa ở cao mà vừa nóng nữa, nên nó rất là nóng. À, đó là đó bắt đầu là mình mới xét vô vị trí gì đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái tổng thể. Cực cái này ha, học nhiều lắm. Nhưng mà bố em chỉ cần nắm rõ, em ở phía Bắc, em chỉ cần nắm rõ gọi là Bắc miền Trung ra tới ngoài Hà Nội là được rồi. Hết tất cả mấy cái tỉnh phía Bắc, chẳng hạn như 30 mấy tỉnh phía Bắc là được rồi. Mỗi tỉnh nó nằm ở đâu, nó cách một cái điểm gì đó. Lúc nào mình cũng phải có một cái điểm được gọi là điểm gốc hết. Mình nói là phải, chẳng hạn như tại sao Việt Nam được gọi là Đông Nam Á. Bây giờ mình hiểu Đông Nam Á là cái gì. Đây là cái châu Á. Châu Á người ta mới phân bổ ra Đông Tây Nam Bắc. Xong rồi người ta mới từ cái chữ Đông Nam Á mà thế giới nó xác định được mình sẽ nằm ở cái cụm chỗ nào. Mình sẽ nằm ở cái cụm chỗ này là vì châu Á nằm đây. Chẳng hạn như thầy nói Hải Phòng là Đông Bắc của Việt Nam, thì người ta mới lấy cái Việt Nam nằm ở đây, ta xác định phía Đông là bên này, lên phía Bắc là xác định được cái cụm của em.
Thì tương tự như vậy, một em ở Hải Phòng, Hải Phòng là cái Hải Nguyên, Thủy Nguyên, Thủy Nguyên là trung tâm phải không? Thủy Nguyên thì là cái thành phố mới, nên mới lên thành phố thôi. À, mới lên thành phố. Còn thành phố Hải Phòng là thành phố... Thành phố Hải Phòng mới là trung tâm. Trung tâm. Thì em phải lấy cái điểm đó là cái điểm trung tâm. Để làm chi? Để mình biết cái điểm đó, giờ một cái vị trí tốt là cái vị trí như thế nào. Thế nào ha, mình phải hiểu về vấn đề đó thì mình mới hiểu về địa lý. Không phải cái vị trí tốt là cái vị trí mà nó có phi tinh tốt, rồi bố trí nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi mấy thứ, không phải như vậy. Em vẫn tại vì trước em ấy em vẫn cứ nghĩ là kiểu theo về phi tinh thì nó sẽ bố trí ngôi nhà là nó quan trọng nhất ấy. Không phải như vậy. Vị trí giờ giữa cái nhà cái em mà giờ từ cái nhà đó thì bứng thì đem qua bên bên Anh thì để đi, giờ thì để vô cái chỗ mà nghèo nhất của nước Anh đi, nó vẫn tốt hơn cái chỗ em đang để. Giờ thầy nói đơn vậy, giờ vị trí tốt, sau khi em biết bố trí tốt thì em được cái gì? Giả sử như em không biết vị trí tốt đi, em biết quyền không phi tinh, em biết coi ra long mạch, em biết coi các thứ hết. Vậy giờ sau khi mình biết cái đó tốt, mình ở chỗ đó thì mình được cái gì? Em gia đình hạnh phúc nè, ăn nên làm ra nè, sống thọ nè, đúng không? Mấy cái thành tựu của cái việc mà cái phi tinh tốt, phong thủy tốt gì các thứ đó, thầy không biết mấy cái đó là cái gì đi, giả sử thì cái thành tựu cuối cùng của nó là em có gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, sống lâu, con cái thành đạt, đó là cái thành, có nhiều tiền, đó là thành tựu của nó. Thì bây giờ ngược lại nếu mà thầy không biết phong thủy mà thầy biết cái chỗ nào nè mà ở nè, sống lâu nè, có nhiều tiền nè, tiếp xúc với công nghệ cao nè, hạnh phúc nè, được chăm sóc ít sức khỏe nè, vậy nó có phải là vị trí tốt không? Nó là cái thành tựu của cái việc phong thủy tốt. Đó là cái giới học thuật đó, đôi khi người ta lại bị giống như bị mê tín hóa, em hiểu không? Sau khi em tìm ra được vị trí tốt, tìm ra được ngôi nhà tốt, em bố trí tá lả tứ tùng lum 10 năm, 20 năm, 30 năm thì có thể 50 năm, 100 năm thì em mới được trở thành giống như những cái thứ mà nãy thầy nói. Vậy bây giờ ngược lại, những cái chỗ mà nó đã có sẵn những cái thứ đó, vậy nó có tốt hơn cái chỗ này không? Giống dụ như nó tốt hơn vì nó đã là thành tựu rồi. Thành quả của phong thủy cuối cùng là dẫn tới cái đó. Thế nhưng mà em thấy mọi người hay nói là cái gì mà tầm năng điểm quyền, tức là phải có cái trường khí tốt với cái gì đấy thì các bạn phải. Đúng rồi, nó phải là như vậy. Thì ý thầy muốn nói là mình phải nhìn vô cái thành tựu kết quả và em sẽ suy ra cái ngược lại. Chứ mình đừng có đi vô cái mà chưa biết rồi dẫn tới cái biết. Giống như đều đưa cái chỉ cần bố trí vậy, tầm long điểm huyệt, chọn long mạch. Giống như Hải Phòng cũng có cái gọi là hàm long, long mạch ha. Rồi từ cái đó mới phát triển, rồi ở 100 năm, 50 năm. Lúc đó mình ngủm rồi. Ngược lại là mình phải đi xác định những cái chỗ nào là nó đang tốt nhất bây giờ. Em phải làm vậy em rất là dễ hơn không? Rất là dễ hơn. Và nó thực tế, nó thực dụng nữa. Giới hạn như giờ thầy hỏi ở Hải Phòng cái chỗ nào là đang là cái chỗ tốt nhất, hot nhất. Hot nhất. Nó là chỗ tốt đó, nó là thành tựu của phong thủy đó. Mà mình căn cứ vô đó, mình học từ cái đó, mà mình hướng về đó, mình lấy nó là cái điểm gốc.